mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi, và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy thức tỉnh, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. Còn hơn một tháng nữa năm dương lịch mới bắt đầu, nhưng đối với các Kitô hữu, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng hôm nay là ngày khởi đầu của một năm phụng vụ mới. Nếu như những ngày cuối năm, dân chúng tất bật sắm sửa cho những ngày lễ hội, thì phụng vụ mùa vọng mời gọi các Kitô hữu chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến. Các Kitô hữu chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng sinh, kỷ niệm biến cố Con Thiên Chúa đến với loài người tại Bethlehem cách đây hơn 2.000 năm. Kỷ niệm Chúa đến lần thứ nhất với những điệu nhạc du dương vui mừng, những hang đá kết đèn hoa rực rỡ, hòa cùng những tâm tình cảm tạ tình yêu cao cả của Vua Trời dành cho loài người chúng ta, và đặc biệt dọn tâm hồn mỗi người trở nên máng cỏ ấm áp thơm hương để Chúa hài lòng ngự đến. Nhưng phụng vụ mùa vọng không chỉ dừng lại ở việc kỷ niệm Chúa Giáng sinh, mà còn hướng lòng chúng ta đến một chờ mong lớn hơn và cũng là niềm hy vọng của chúng ta. Đó là chờ Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Khi nào Chúa sẽ đến lần thứ hai, khi nào người sẽ trở lại trong vinh quang? Trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta rằng Con Người sẽ đến, và Chúa Giêsu dạy chúng ta tỉnh thức sẵn sàng để đón chờ Người, vì giờ Người đến thì bất ngờ và không ai biết trước được. Tỉnh thức, chờ đợi và sẵn sàng là những điều được Kinh Thánh nói đến rất nhiều, đặc biệt trong những bài tin mừng của các Chúa Nhật cuối năm phụng vụ. Đây là những thái độ mà tín hữu cần có trên hành trình trần gian của mình, là hành trình chờ đợi Chúa đến để được cứu độ và được chia sẻ hạnh phúc với người. Thực tế, Chúa đã đến trần gian khi người Giáng sinh nhập thể làm người để cứu chuộc chúng ta. Chúa đã đến nhưng dân Do Thái vẫn không nhận ra người chính là đấng Messiah mà họ trông đợi. Chúa đã đến và ở giữa chúng ta, nhưng chúng ta nhiều khi chưa nhận ra người đang ở bên chúng ta trong những người anh em chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Nhưng ngày Chúa đến riêng với mỗi người chúng ta sẽ thật bất ngờ, như lụt đại hồng thủy xảy đến trong thời ông Noe, hay như kẻ trộm rình chờ, hay như người chủ đi ăn cưới về, hay như chàng rể đến. Do đó, tín hữu phải luôn tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng chờ đợi không có nghĩa là thụ động như một số tín hữu thời Thánh Phaolô nôn nóng hân hoan chờ đợi Chúa đến, bỏ cả công ăn việc làm. Vì Chúa đến bất ngờ, có thể Ngài đến trong những lúc chúng ta đang làm việc, sinh hoạt, đang ăn uống hay nghỉ ngơi, nên trong mọi công việc, chúng ta phải sống với ý thức là Chúa ban cho chúng ta thời gian để chuẩn bị đón Chúa đến, để cộng tác với Chúa, xây dựng thế giới tốt đẹp hơn, mang lại thiện ích cho con người. Con người ngày hôm nay dường như ngày càng bị cuốn hút vào những bận rộn lo toan của cuộc sống, hay những mải mê sống vội, không còn tinh thần tỉnh thức sẵn sàng nữa. Thánh Phaolô dạy chúng ta cách tỉnh thức sẵn sàng, đó là hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và chớ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Những điều Ngài dạy chúng ta xen lẫn những điều không nên và những điều nên làm, những điều chúng ta phải sửa đổi từ bản thân và những điều chúng ta cần làm cho anh em chúng ta.
Nếu chúng ta tỉnh thức chờ đợi, thì ngày Chúa quang lâm sẽ không phải là một ngày đáng sợ, vì chúng ta phải ra trước tòa Chúa phán xét. Nhưng đó là ngày chúng ta được ơn cứu độ, ngày chúng ta hoàn thành cuộc lữ hành trần gian và đạt đến cùng đích chúng ta mong đợi, đó là chung hưởng hạnh phúc với Chúa Kitô. Xin Chúa Giêsu giúp chúng ta luôn biết chuẩn bị tâm hồn, tỉnh thức và sẵn sàng chờ Chúa đến bằng cách sống tích cực thời gian Chúa ban cho chúng ta ở trần gian này. Xin cho chúng ta bước vào năm phụng vụ mới với cố gắng chuẩn bị tâm hồn xứng đáng là nơi để Chúa ngự đến.